Hello, xin chào các bạn. Mình là Shop Tỷ. Mình hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình đang bán một khu đất này tại xã Sông Ray. Mỗi sổ như vậy là 1.500 đến 2.000 mét vuông tùy theo vị trí. Hiện bây giờ trên đất là đang trồng xoài. Trên đất đang trồng xoài mà xoài rất là nhiều nha các quý vị và các chị. Ở miếng đất này thì mình sẽ nói luôn là khu đất này đang chuẩn bị làm đường, là đường đá thôi, cắt mặt đường 765 là 100m. Đấy. Thì mình chia sẻ với các bạn, kế bên hông này là một khu resort nghỉ dưỡng. Những nhà nghỉ dưỡng họ xây rất là nhiều xung quanh đất của chúng ta. Thì 6 tỷ sẽ chia sẻ với các bạn, đây con đường này sẽ đi ra. Nguyên cái đường này là đất đều có sổ, đang tách sổ, mỗi sổ như vậy là 1.500 đến 2.000 tùy theo vị trí. Mình sẽ đi vô vườn luôn, mình quay cho các bạn xem. Vườn trái cây, đây là vườn xoài, chuyên về xoài, trái rất là to. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vô vườn luôn. Vị trí đất thì rất là đẹp. Các anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ gửi các thông tin đất nhỏ, đất lớn tại huyện Cẩm Mỹ để cho các anh chị tham khảo. Mình truyền đạt thông tin thôi nha, cho các quý vị và các anh chị để đầu tư mua ở đâu cũng được, nhưng mà mình sẽ nói về như thế này: Long Thành cất cánh thì Cẩm Mỹ phải đi lên, một trong những thành phố du lịch nông nghiệp tương lai của đất nước. Trong đây là những định hướng chúng ta đã giàu có, chúng ta có của ăn của để, thì chúng ta luôn luôn nghĩ về thiên nhiên. Chỗ nào cũng thế thôi, thiên nhiên là một trong những không khí mang lại cho các bạn đều sức khỏe và đầy đủ những ý nghĩa của cuộc sống. Và mình xin chân thành cảm ơn. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình. Số điện thoại mình nhắc lại là 0982 68 7668. Gặp anh 6 tỷ sẽ được nhận thêm thông tin. Và giờ đây mình sẽ quay từ đất, vị trí đất ra ngoài đường là 200m, ra quốc lộ 765 cho các bạn cùng xem nha. Anh em nào đang xem kênh Thạnh Nguyễn thì hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin. Số điện thoại của mình là 0982 68 7668. Zalo đất nhà xưởng Long Thành 0988 243 078. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, và hãy đăng ký kênh để nhận thêm video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn.